Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế tối hôm qua cho biết có 11.575 ca mắc Covid-19, trong đó Bình Dương nhiều nhất với 4.868 ca. Trong ngày, có số bệnh nhân khỏi bệnh đạt kỷ lục với hơn 18.560 trường hợp. Còn theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Cường Thư, trong ngày 26 tháng 8 đã ghi nhận 15 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm đến nay là 3.937 ca. Trong ngày hôm qua, thành phố Cần Thơ có 56 trường hợp được điều trị khỏi, nâng số trường hợp chữa khỏi đến nay là 2.407. Hiện đang cách ly tập trung 2.111 người. Số người đang theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà 4.642 người. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021, khẩn trương khai báo y tế số 136 trên 1A đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, số 138 trên 100 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, số 26 trên 14, khu vực 5, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, số 314 trên 19D đường Cách mạng tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, số 29 trên 8 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt và ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ.